Nguyễn Trần Trung Quân choáng khi nhận 25.000 tin nhắn sau đêm phát hành Tự Tâm. Ấp ủ hơn một năm mới phát hành, MV Tự Tâm của Nguyễn Trần Trung Quân phát hành độc quyền trên Nhạc Của Tui đã tạo nên cơn sốt không chỉ trong nước mà còn lan ra các khu vực lân cận. Tự Tâm là ca khúc đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Trần Trung Quân sau gần một năm với các bản hit trước đó như Trong Trí Nhớ Của Anh, Màu Nước Mắt. Với sản phẩm lần này, nam nhạc sĩ, ca sĩ quyết định chơi lớn khi đầu tư thực hiện MV cổ trang, không kém gì thước phim điện ảnh và phát hành độc quyền trên hệ thống Nhạc Của Tui. Trung Quân cho biết, Quân biết đến Nhạc Của Tui từ nhỏ. Đây là trang nhạc cập nhật các sản phẩm âm nhạc của Việt Nam và thế giới, đồng thời trực tiếp gắn với nhiều cột mốc của Quân. Vì thế, Quân chọn Nhạc Của Tui để cho không chỉ khán giả Việt mà cộng đồng yêu nhạc các nước cũng có thể nghe và thưởng thức MV. Yếu tố cổ trang và đam mỹ vốn rất ăn khách với các nước lân cận như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các fan nước ngoài sẽ có cơ hội nghe ca khúc này trên Nhạc Của Tui. Đúng như dự đoán của Trung Quân, không chỉ fan Việt mà các khán giả ở Trung Quốc, Myanmar, Hàn Quốc cũng phát sốt với câu chuyện tình đam mỹ giữa Nhà Vua do Nguyễn Trần Trung Quân thủ vai và Bạch Liên do Dennis Đạm thủ vai. Dạo vòng quanh các mạng xã hội ở Trung Quốc, từ khóa Tự Tâm liên tục được chia sẻ, thậm chí lọt hẳn vào top trending của BB, trang chia sẻ video đình đám của Trung Quốc. Sức hút của câu chuyện tình tay ba giữa Nguyễn Trần Trung Quân, Dennis Đạm, Quỳnh Lương còn lan tỏa đến cả các nước châu Á như Myanmar, Thái Lan, Lào và xa hơn là Brazil, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyễn Trần Trung Quân tiết lộ, một buổi sáng thức dậy, Quân sửng sốt khi hòm thư của mình bỗng có hơn 25.000 tin nhắn chỉ sau một đêm. Lúc đó, Quân cứ tưởng Facebook của mình bị gì. Nhưng thật ra đó là tin nhắn từ các bạn fan quốc tế gửi về, đa phần bằng tiếng Myanmar, Hàn Quốc, Trung Quốc. Quân phải nhờ phiên dịch, đa phần các bạn thể hiện sự đồng cảm và dành nhiều lời khen vì không nghĩ rằng sản phẩm của người Việt Nam. Có những tin nhắn rất đáng yêu như Ôi, đây là người Việt Nam à, người Việt Nam sao mà đẹp trai thế. Điều đó khiến Quân hạnh phúc, tuy nhiên do quá nhiều nên Quân không thể trả lời hết được. Lý giải cho độ phủ sóng rộng rãi của Tự Tâm, Trung Quân cho rằng sản phẩm lần này gần gũi với gu âm nhạc của Myanmar, Trung Quốc, Hàn Quốc và MV cũng mang đậm tính Á Đông. Giai điệu bắt tai và cốt truyện đam mỹ đang được ưa chuộng đã giúp MV thu hút được khán giả ở khắp mọi nơi, dù rằng họ không hiểu tiếng Việt. Quân nghĩ đó chính là thành công lớn nhất của MV Tự Tâm, nam ca sĩ chia sẻ. Mặc dù được khán giả khắp nơi yêu thích, nhưng Trung Quân bật mí, anh còn có hai khán giả khó tính là ba và mẹ. Ba mẹ không bao giờ nói dối cũng không sợ Quân tổn thương nên lúc nào cũng đưa ra những nhận xét thật thà nhất. Gần 20 năm nay, ba mẹ chưa khen Quân hát quá xuất sắc bao giờ mà chỉ nhận xét là tạm được thôi. Tuy nhiên, Quân vui hơn khi bố mẹ nói thế. Với sản phẩm lần này, khi Quân gọi điện về nhà thì tất cả mọi người đều đang xem và câu đầu tiên bà ngoại nói với Quân là sao lại ốm thế. Câu nói đó khiến Quân muốn khóc luôn. Trung Quân cho biết, anh không phải con nhà nòi, nhưng luôn nhận được sự ủng hộ từ ba mẹ để theo đuổi nghệ thuật.